cáo phó, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần. Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Huỳnh Văn Tốt, pháp danh Nguyên Cường, cựu sinh viên sĩ quan khóa 26, trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam. Sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1950, tại Sài Gòn, Việt Nam, tạ thế ngày 31 tháng Giêng năm 2020 tại Manassas, Virginia, hưởng thọ 70 tuổi. Linh cửu được quan tại Fairfax Memorial Funeral Home 9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia. Chương trình tang lễ thứ sáu ngày 7 tháng 2, 10 giờ 30 sáng lễ cầu siêu và phát tang, 12 giờ đến 1 giờ 30 trưa phân ưu và cảm tạ. 1 giờ 30 đến 8 giờ tối thăm viếng. Thứ bảy ngày 8 tháng 2, 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng lễ cầu siêu. 11 giờ sáng lễ phủ cờ. 11 giờ 30 thăm viếng phân ưu và gia đình cảm tạ. 12 giờ 30 lễ xếp cờ. 1 giờ lễ cầu siêu, cúng linh và nghi thức di quan. 2 giờ hỏa táng. Tang gia đồng khắp báo ba quả phụ huỳnh văn tốt nhũ danh nguyễn thị minh thủy các con và các cháu trưởng nam charlie huỳnh thứ nam thơ mi huỳnh cáo phó này thay thế thiệp tang xin miệng phúng điếu toàn thể nhân viên và thiện nguyện viên SPTNDC, VATV và đài phát thanh vùng Hoa Thịnh Đốn, thành kính phân ưu cùng gia đình cựu sinh viên trường võ bị quốc gia Việt Nam, bà quả phụ Huỳnh Văn Tốt cùng tan quyến.